Hôm nay tôi sẽ là côn trùng bò ngựa và trải qua một vòng đời của mình. Mọi chuyện diễn ra như thế nào? Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi. Tất nhiên rồi, ban đầu thì tôi không thể nào mang cái hình hài của bọ ngựa ngay được, mà tôi là một cái trứng. Đã vậy không có chỉ riêng một mình tôi, mà là rất nhiều anh em khác. Ba tôi đã làm cho má tôi có bầu, kết quả họ đã đẻ và vứt nguyên một bọc trứng mà họ đã sinh ra ở gốc cây như thế này đây. Nhưng không sao, có lẽ đây là tự nhiên. Đến lúc rồi, tôi lớn rồi, phá vỡ kén trứng và chui ra ngoài thôi nào. Bây giờ thì tôi cũng đã chính thức chào đời và mang hình hài của một chú bò ngựa nhỏ xí giống như cọng lông nách vậy. Nhưng các bạn đừng có khinh thường tôi nha, tôi có vỏ đó. Các bạn nhìn thấy hai cái cào trước mặt của tôi hay không? Rất lợi hại, tôi có thể bắt mồi, săn mồi và ăn thịt ngay luôn. Được rồi, let's go thôi. Đi mãi, tôi ngó xung quanh thấy rất nhiều côn trùng, nhưng đa số bọn chúng rất lớn so với tôi. Cho đến khi tôi di chuyển tới một con đường cùng là một bông hoa, thì tôi leo lên trung tâm bông hoa đó, thấy rất nhiều bọ mật đang hút hoa. Wow, nhìn bọn chúng có con to, con nhỏ, con trai, con gái, con bê đê, con lẹo cái, và tôi có thể ăn được. Tôi như một con hổ đói, nhanh chóng lao tới và bắt bọn chúng bằng hai cái càng mà tôi giới thiệu như các bạn hồi nãy đó, kẹp lấy bọn chúng, xiết bọn chúng tới chết, và sau đó nhâm nhi ăn thịt bọn chúng. Các bạn có thể nhìn bên phía góc trái màn hình ở phía dưới đó, đó chính là thanh kinh nghiệm của tôi. Tôi cứ ăn, thanh kinh nghiệm cứ tăng, cứ như thế, tôi săn mồi, ăn thịt, kinh nghiệm lại tăng. Và công cuộc đi kiếm thức ăn của tôi khá là dễ dàng ở cái bông hoa này, bởi vì lũ bọ mật ở đây rất rất nhiều. Bọn chúng ăn, ngủ, ị, rồi đẻ. Cứ như thế mà tôi không hề thiếu thức ăn. Kết quả chưa hết ngày thứ nhất thì tôi cũng đã đầy kinh nghiệm, và bây giờ bắt đầu lột xác để bước sang giai đoạn thứ hai thôi các bạn à. Wow, tôi không khác gì một con ve sầu các bạn à. Lột xác y chang như con ve luôn. Không biết ở ngoài thực tế có giống như vậy không nhỉ? Ở giai đoạn thứ hai thì người của tôi trở nên lực lượng to lớn hơn. Kìa, các bạn nhìn thấy hai cái cánh nhỏ xíu của tôi cũng đã bắt đầu lòi ra rồi. Nhưng khoa, lúc này dường như ánh sáng đã bị vụt tắt, mặt trời đã xuống núi, trời cũng đã sập tối. Wow, tranh thủ thôi nào, trước khi mặt trời lặn hoàn toàn, tôi cố gắng bắt thêm những con mặt hoa này, bổ sung thật nhanh kinh nghiệm còn lại cho mình. Nhưng cuộc đời không hề dễ dàng các bạn à. Các bạn có thể nhìn thấy bên phải phía dưới màn hình đó, tôi muốn bước sang giai đoạn thứ ba, muốn tiến hóa lột xác được nữa, bắt buộc tôi phải thực hiện những mục đích sống, đó chính là bắt 5 con rầy hoa, và sau đó thì đạt kinh nghiệm đầy đủ thì mới có thể lột xác lần tiếp theo. Nói luyên thuyên nãy giờ thì cuối cùng mặt trời cũng đã xuống núi. Đến lúc rồi, tôi phải đi ngủ thôi. Cả ngày mệt mỏi, không thể nào tiếp tục hoạt động ban đêm được nữa đâu. Một giấc ngủ dài cũng đã được trải qua, và mặt trời đã sáng trở lại. Tôi cũng đón ánh bình minh dưới một cơn mưa nhiệt đới vô cùng ẩm ướt. Nhưng không sao, bởi vì là côn trùng bò ngựa nên tôi đỡ một cái, ngủ dậy khỏi phải đánh răng, mang cái miệng thúi chạy lông nhông đi kiếm thức ăn ngay lập tức. Hả? Thôi chết mẹ rồi, con cào cào kia nó tưởng tôi là thức ăn, nó tấn công tôi khiến tôi lật ngửa rồi. Nhưng không sao các bạn à, cũng may đây là game, tôi có thể hồi sinh lại. Dựa theo cái mục tiêu sống, đó chính là bắt 5 con rầy hoa và thu thập đầy kinh nghiệm để có thể tiến hành lột xác phát triển lên giai đoạn 3, thì tôi cũng nhanh chóng lục tung cả các cành cây, lá cây và kể cả những cái bông hoa nữa, thì cũng đã phát hiện được một số con rầy hoa với kích thước nhỏ bé phù hợp để tôi tấn công với bọn chúng và ăn thịt các bạn à. Kìa, tôi lại phát hiện thêm con rầy hoa thứ hai nữa. Trời đất ơi, nó lanh quá, nó tuột khỏi tay của tôi mất tiêu rồi. Các bạn thấy đó, sinh tồn trong thế giới tự nhiên rất khó khăn và vô cùng gian nan. Mới đẻ ra một chút xí rồi, không được uống trà sữa, không được ăn bánh tráng trộn, mà phải đi săn mồi cực khổ như thế này. Do đó các bạn làm người, các bạn phải biết trân quý nghe chưa. Rút kinh nghiệm từ thất bại lần trước, lần này thì tôi lanh lẹ hơn. Vừa thấy con mồi của mình là bay tới và không cho nó
chạy thoát. Tôi cũng bắt được con rầy hoa thứ hai, rồi tiếp tục đi tìm kiếm con thứ ba, thứ tư, thứ năm, thì thấy được một bầy rầy hoa vừa mới được sinh ra đời. Đó đó đó, trước mặt của các bạn đó, trên cái lá kia kìa, bọn chúng nhỏ xí à. Trời đất ơi, tôi cũng nhanh chóng dụ bọn chúng, sẽ hứa mua kẹo, mua bánh quy cho bọn chúng ăn. Kết quả bọn chúng không hề chạy và đứng im chờ tôi đem bánh tới, nhưng tôi đã lao tới và xé xác bọn chúng. Tôi thật là đê tiện. Nhưng mà cuộc sống ngoài tự nhiên nó khắc nghiệt đến như vậy đó các bạn à. Được rồi, tôi cũng đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên. Bây giờ tới mục tiêu thứ hai, thu thập đầy đủ kinh nghiệm để bắt đầu lột xác bước qua giai đoạn thứ ba. Cuối cùng thì kinh nghiệm của tôi cũng đã đầy. Bắt đầu lột quần áo thôi. À nhầm, lột xác chứ. Tôi cũng đã cởi bỏ cái lớp da thứ hai của mình và chui tọt từ bên trong ra một hình dạng chuyển hóa hờ. Wow, nhìn tôi có vẻ như cứng cáp to lớn, chiến ngầu, và đôi cánh của tôi sắp được hoàn thiện rồi. Ở cái giai đoạn thứ ba này, trò chơi đã đặt cho tôi hai mục tiêu sống, đó chính là bắt 5 con cào cào các bạn và thu thập kinh nghiệm để có thể lột xác đạt đến giai đoạn thứ tư. Wow, cào cào hả? Quỷ thần thiên địa ơi, bọn chúng hung dữ lắm đó. Kìa kìa, có một con cào cào, nhưng mà nó lớn hơn tôi gấp mấy lần. Tôi sợ lắm. Lần trước tôi chính bị một con cào cào giết chết. Lần này tôi phải rút kinh nghiệm thật sâu sắc. Thế là tôi cũng đã vận dụng cái trí não thông minh 1+1=3 của mình để suy ngẫm. Bây giờ phải làm cách nào? Tôi chợt nhớ ra rằng cào cào có con to, con nhỏ. Tại sao tôi không bắt mấy con cào cào mới sinh? Đúng rồi ha, thật không ngờ tôi ngu thường xuyên tự nhiên thông minh đột xuất như thế này. Và sau đó tôi lại tiếp tục đi tìm trên những tán lá cây thì phát hiện được rất rất nhiều cào cào nhỏ bé, thậm chí còn có con chưa cai sữa mẹ còn tè trong quần nước kìa. Chụp lấy cơ hội ngàn năm có một, tôi cũng đã lại gần và nhai đầu bọn chúng. Nhưng mà nãy giờ tôi có một điều thắc mắc. Nhiều lúc tôi bắt con của những con cào cào mẹ đó, bọn chúng cũng chẳng phản ứng các bạn à. Dường như bọn chúng rất cảm kích tôi nữa chứ. Không lẽ bọn cào cào mẹ ăn chơi bay lắc rồi bây giờ đẻ con ra không muốn nuôi, thấy tôi là kẻ thù bắt con của bọn chúng, bọn chúng vô cùng cảm kích tôi. Ôi trời đất ơi, mẹ gì mà kỳ cục dữ vậy nè. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Vừa nói chuyện tâm sự với các bạn, vừa chuyên từ cành này sang cành khác, thì tôi cũng nhanh chóng bắt được đầy đủ số lượng 5 con cào cào và hoàn thành mục tiêu đầu tiên. Bây giờ tới mục tiêu thứ hai, khá là đơn giản các bạn à. Tôi ăn thứ gì cũng được, miễn là có thể ăn vào miệng và kinh nghiệm của tôi sẽ tăng. Đến mức độ tối đa, tôi có thể tiến hành lột xác để bước qua giai đoạn thứ tư. Được rồi, mọi thứ cũng đã hoàn thành. Chúng ta bắt đầu lột xác để bước qua giai đoạn thứ tư thôi. Không biết tôi có khác gì so với giai đoạn trước nữa hay không. Wow, trong tôi bây giờ không khác gì một con bọ ngựa trưởng thành rồi các bạn à. Bây giờ tôi có thể làm cho bọn ngựa cái con gái nhà người ta có bầu được rồi. Đẹp trai quá, ngầu quá, sói ca quá. Cuối cùng tôi cũng đã bước sang giai đoạn thứ tư. Được rồi, mục tiêu sống ở giai đoạn này mà cái game đã đặt ra cho tôi chính là tiêu diệt 3 con mật hoa. Wow, khá là đơn giản. Mật hoa là một loài rất dễ bắt và bọn chúng tập trung rất đông ở trên đỉnh của những bông hoa. Và sau đó thì chỉ cần thu thập kinh nghiệm, đầy kinh nghiệm thì bước qua giai đoạn thứ 5. Không biết giai đoạn thứ 5 là giai đoạn cuối cùng chưa nhỉ? Lấy câu thứ nào? Ở giai đoạn thứ 4 này, không có gì đặc biệt, cũng chẳng có gì khó khăn. Tôi cũng nhanh chóng vượt qua được. Không những bắt đủ số lượng mật hoa mà tôi còn bắt hết cả lũ mật hoa trên cái bông này luôn. Và kết quả thì kinh nghiệm của tôi cũng nhanh chóng tăng lên chóng mặt. Ngày thứ hai là một ngày rất dài. Tôi đã bước qua rất nhiều giai đoạn ở cái ngày này. Và cuối cùng thì mặt trời cũng đã xuống núi. Ngày thứ hai cũng đã kết thúc. Được rồi, đi ngủ thôi. Ngày mai là ngày thứ ba. Chắc chắn tôi sẽ thật thụ trưởng thành. Ánh bình minh lại ló dạng. Ánh nắng cũng đã khiến cho đôi mắt của tôi không thể nào ngủ được nữa. Mở mắt ra thì đã thấy trời sáng. Được rồi, ngày hôm nay sẽ làm gì tiếp theo đây? Vâng, sẽ tiếp tục thu thập kinh nghiệm đầy để có thể lột xác. Kia rồi, tôi sẽ quay lại bông hoa
Chắc cả đêm qua lũ mật hoa tập trung và đẻ rất đông cho mà xem. Bọn chúng đẻ nhanh và dễ đẻ lắm các bạn à. Đúng cái là đẻ, đúng cái là đẻ. Mọi chuyện vô cùng thuận lợi. Cuối cùng thì tôi cũng đã bắt đầu lột qua giai đoạn thứ 5 để đặt chân bước vào giai đoạn thứ 6. Lúc này thì tôi trở thành một con bọ ngựa thật thụ trưởng thành rồi. Thậm chí có thể lấy một lúc 100 em bọ ngựa cái cũng được nữa. Nhưng điều tôi thiếu duy nhất đó chính là một đôi cánh hoàn thiện để có thể bay khắp mọi nơi tìm kiếm bạn tình. Và tôi cần phải thu thập kinh nghiệm ở cái giai đoạn này để tiếp tục lột xác đạt đến giai đoạn 6 cuối cùng. Để tránh mất thời gian thì tôi cũng đã nhanh chóng tập trung vào những cái bông hoa nơi mà lũ mật hoa sinh sôi nảy nở vô cùng nhiều. Tôi cứ bắt bọn chúng từ con nhỏ cho tới con to và cho tất cả vào miệng. Kinh nghiệm của tôi tăng không ngừng nghỉ và không mấy khó khăn, tôi cũng đã đầy kinh nghiệm. Được rồi, chúng ta chính thức hoàn thiện bản thân của bọ ngựa thôi nào. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Vâng, cuối cùng thì tôi cũng đã thật sự trở thành một con bọ ngựa trưởng thành và có thể bay khắp mọi nơi để tìm kiếm bạn tình rồi. Hay lắm. Tôi cũng nhanh chóng dang đôi cánh của mình và bay trong gió. Lúc này thì tôi có thể đánh mùi mấy em cái xinh đẹp, mấy em đang tỏ ra mùi kìa, tới đó và giao phối với mấy em thôi. Tôi cũng đã tìm kiếm một bạn tình phù hợp với mình và bắt đầu làm chuyện 40 cộng đó nha. Rồi sau đó thì cũng làm cho mấy em cái bụng thè lè có bầu và đẻ ra những đứa con cũng giống như cách mà ba tôi đã làm với má tôi và sinh ra tôi vậy. Và đó là toàn bộ của một vòng đời bọ ngựa mà mình muốn cho các bạn xem. Đến đây là toàn bộ nội dung giải trí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.